Ở tập trước, Trương Chi đi tìm thuốc chữa mắt cho Mỹ Nương, được lão lái đò mách cho thuốc tiên của nữ thần rừng trên núi cao. Trương Chi vượt qua nguy hiểm để lên núi tìm thuốc tiên và cuối cùng cũng gặp nữ thần rừng. Người phàm kia, ngươi cũng có tấm lòng đó, có thể cảm hóa muôn thú để dẫn đường đến gặp ta, lại còn phá giấc ngủ của ta. Ngươi muốn gì? Dạ, xin nữ thần rừng hãy rủ lòng thương cho tôi chút thuốc để cứu Mị Nương, giúp nàng sáng mắt trở lại. Tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Dạ, tôi xin làm bất cứ điều gì để có được thuốc cứu nàng. Nàng là Mị Nương. Ta biết rồi, tình yêu thật đẹp, nhưng lòng người thật khó lường. Vấn đề là, ta không thể cứ cho ngươi thuốc mà đi về, phải có điều kiện. Tôi không có tiền bạc gì cả, nhưng tôi có sức khỏe. Ngươi có thể sai bảo tôi làm bất cứ việc gì. Tiền bạc thì có nghĩa gì? Cái ta cần là một trái tim. Người nói vậy là sao? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Để đổi lấy đôi mắt của Mị Nương, ta cần có trái tim của ngươi. Tôi... Hãy mau quyết định đi, không thì ta đi đây. Hãy khoan. Được, tôi xin chấp nhận trao đổi. Trái tim người thật đẹp đẽ và trong sáng. Tình cảm của người dành cho Mị Nương thật thuần khiết. Đây là tình yêu của người dành cho Mị Nương. Ngươi hãy vào động kia, dùng mọi cách để chăm sóc cho cái cây này lớn lên, nở hoa, rồi đem hoa đó về cho Mị Nương ngửi. Tức khắc, nàng ta sẽ sáng mắt, khỏe mạnh trở lại. Dạ, đa tạ nữ thần, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ta chưa nói hết, sau khi ngửi hoa... Dạ sao ạ? Sau khi khỏe lại, Mị Nương sẽ mất hết ký ức về ngươi. Không còn nhớ gì về một kẻ tên là Trương Chi nữa. Nên đương nhiên là cũng không còn tình yêu nào cho ngươi nữa. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu ngươi đưa tình yêu này cho Mị Nương khỏe lại, nhưng trái tim ngươi có thể sẽ đau đớn, tan nát cõi lòng mà chết. Và sau đó, ngươi có chết thì Mị Nương cũng chẳng biết ngươi là ai. Tôi sẽ nhận lấy. Tôi chấp nhận tất cả điều kiện mà người vừa nói. Làm sao bây giờ? Phải có nước tưới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tình yêu của ta và Mị Nương chết héo được hay sao? Khoan đã. Nếu nó là tình yêu của chúng ta thì... Cập ơi, cây đã ra nụ rồi đấy nè. Khá khen cho ngươi Trương Chi, ngươi đã làm đóa hoa nở rồi. Dạ thưa nữ thần rừng, có phải tôi có thể đem hoa về cho Mị Nương được rồi không? Có điều, ngươi hãy nhớ, đây là tất cả sinh lực của ngươi, tình yêu của ngươi, lẽ sống của ngươi. Nếu ngươi không thể làm cho Mị Nương yêu ngươi trở lại, thì trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ chết. Dạ, tôi đã hiểu rồi.
Xin đa tạ nữ thần. Để cứu được mỹ nương, tôi chấp nhận bất cứ giá nào. Xin hãy đưa ta trở về nào. Xin cảm ơn cọp. Ơn này ta sẽ không bao giờ quên. Tiểu thư tỉnh lại rồi. Trương Chi, chàng đâu rồi? Thầm mơ thấy tiếng sáo của chàng. Dạ dạ, em sẽ mời anh Trương Chi ngay. Dạ, xin ngài hãy để cho tôi thử. Đây là thuốc mà nữ thần rừng đã ban cho tôi. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần con gái ta khỏe mạnh trở lại, ta sẽ đồng ý tất cả. Ngài đừng lo, tôi chỉ cần cô ấy khỏe mạnh lại. Những gì còn lại, hãy thuận theo ý trời. Cha đây, con có nhìn thấy cha không? Dạ có, con có thấy. Như là con vừa ngủ mê một giấc dài. Cha ơi, xin hãy đuổi người kia đi đi. Con sợ quá, con sợ lắm. À.